Ngày hôm nay Twin City Five sẽ cùng với một học trò trao và tặng cho một bạn nhỏ và địa điểm đầu tiên đó chính là trường Trần Đại Nghĩa. Còn bây giờ hãy nghe chương 3 số 5 nhé. Hôm qua ngần ngơ đàn ca một mình anh hát, hát với gió vu vơ rằng một điều anh thầm yêu rồi và anh trầm yêu rồi. Anh luôn trầm tư và ngồi một mình nhớ em. Có những lúc yêu thương thật dại khờ, cho tình mong chờ và cho tình hắn thờ. Những rung động từ 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 con tim. I just fall in love. Xin chào, we are 365. Hiện nay thì 365 đang đứng trên cổng trường Marie Curie và chuẩn bị làm một việc rất là đặc biệt, đó chính là trao một phần quà của học trò 365 đến với một cô bạn. Cô bạn này cho 365 giữ mật và bây giờ hỏi thành viên 365 để chào bạn. Nụ cười xinh ngon làm sao, hú anh phải làm sao khi anh đang dần đi lên với những lúc quá gió để mang ta nhìn. Ayo, baby ayo, ayo, I'm feeling my boo. Hi, we are 365. Và bây giờ đây là địa điểm thứ 3 của nhóm, đây là trường lớp Windows. Và nhóm sẽ tặng quà cho một bạn rất đặc biệt, các bạn hãy cùng theo nhóm nhé. Hôm qua ngần nghe đàn ca một mình anh hát, hát với gió vu vơ rằng một điều một anh thầm yêu rồi và anh chẳng yêu rồi. Anh luôn trầm tư và ngồi một mình nhớ em. Bất ngờ quá, em không biết là ai. Thà nhưng trong con tim anh yêu thương như em. Chào tất cả các bạn và 365 đang hiện có tại trường Lê Hồng Phong. Và các bạn hãy cùng theo 365 tìm đến hai người bạn may mắn này nhé. Chúng ta đang tới một lớp là lớp 11 BC để đem quà cho bạn Nguyễn Quỳnh Mỹ Tú và bạn Nguyễn Thanh Trà. Anh đang hát, anh đang ca bài hát với em đó. Bởi vì ở em có tất cả những gì mà anh đang muốn đó. Nhìn bên trái, có bên phải, từ đằng trước ra đằng sau. Muốn tìm được người như em có lẽ sẽ rất khó. Lại, lúc đó đang mơ. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta 365 và Bác Sơn Nam rất vui khi vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của học trò. Bác Sơn Nam là được xuất hiện trên báo số 928 và chúc cho học trò sẽ ngày ngày được mọi người đón nhận và đọc nhiều hơn. We love you, bye bye. Happy birthday.